Bộ Tư pháp Mỹ vừa buộc tội 4 hacker người Việt thuộc nhóm Finnair vì thực hiện hàng loạt vụ tấn công gây thiệt hại hơn 71 triệu đô la. Khi ngày ra mắt chính thức càng đến gần, Spirit tiếp tục tiết lộ những tính năng hấp dẫn sẽ xuất hiện trong mini app của mình, cho thấy độ hoàn thiện của ứng dụng đã lên đến gần 90%. Yescoin đang nổi lên như một trong những tựa game crypto hệ Tatooine phổ biến trên Telegram với 18 triệu người chơi. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Vào ngày hôm nay, một bản cáo trạng chưa được niêm phong đã được công bố bởi công tố viên Hoa Kỳ Philip A. Seller, buộc tội 4 công dân Việt Nam vì thực hiện hàng loạt vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty Mỹ, gây thiệt hại hơn 71 triệu đô la. Theo đó, những người bị truy tố gồm Tạ Văn Tài, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Việt Quốc, Nguyễn Trang Xuyên và Nguyễn Văn Trường, tất cả đều là thành viên của nhóm tội phạm quốc tế Finnair. Theo cáo trạng, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021, các bị cáo bị cáo buộc đã tấn công vào hệ thống máy tính của các công ty Mỹ, đánh cắp thông tin công khai, dữ liệu cá nhân của nhân viên và khách hàng, cũng như thông tin tài chính của công ty. Ngoài ra, họ còn chuyển hướng sang các phúc lợi kỹ thuật số của nhân viên như thẻ quà tặng đến các tài khoản mà họ kiểm soát và đánh cắp thông tin thẻ quà tặng, cho thấy mục tiêu tài chính thông qua cả hai hình thức trộm trực tiếp và làm sai lệch tài nguyên doanh nghiệp. Các bị cáo Finnair được biết đến là những hacker quốc tế khét tiếng, bị cáo buộc đã sử dụng các chiến dịch phishing, tấn công chuỗi cung ứng và các phương pháp hack khác để đánh cắp hàng triệu đô la từ nạn nhân. Seller nhấn mạnh rằng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác định thành công những hacker này bất chấp những nỗ lực che giấu công nghệ của họ. Gã khổng lồ đầu tư Pantera Capital được cho là đang tăng cường đầu tư vào token Troncoin của mạng The Open Network. Gần đây, Pantera đã khởi động việc quy động tiền cho quỹ mới tập trung vào việc mua thêm token Tron. Các bên quan tâm được mời tham gia và yêu cầu đăng ký trước ngày 21 tháng 6, với mức đầu tư tối thiểu là 250.000 đô la. Quỹ Tron mới này theo sau khoản đầu tư lớn nhất của Pantera vào Tron từ đầu năm nay, với mức chiết khấu đáng kể so với giá giao ngay vào tháng 3. Ryan Bunny, một đối tác của Pantera, bày tỏ lạc quan về tiềm năng của Tron và sự chấp nhận của hệ sinh thái bởi người dùng Telegram. Đầu năm nay, Telegram đã giới thiệu hệ thống chia sẻ doanh thu quảng cáo trả bằng token Tron. Số lượng người dùng và giao dịch trên blockchain Tron đã tăng nhanh chóng, với đồng stablecoin USDT cũng ra mắt trên mạng này vào tháng 4. Pantera cũng so sánh sự phát triển của mini app game trên Telegram với các trò chơi tiền điện tử khác. Hiện tại, token Tron có vốn hóa thị trường hơn 17,5 tỷ đô la và được giao dịch ở mức khoảng 7 đô la. Pantera với gần 5 tỷ đô la tài sản quản lý cũng đang huy động một quỹ tiền điện tử mới trị giá 1 tỷ đô la để đầu tư vào vốn đầu tư mạo hiểm và các token thanh khoản. Khi ngày ra mắt chính thức càng đến gần, Spirit tiếp tục tiết lộ những tính năng hấp dẫn sẽ xuất hiện trong mini app của mình, cho thấy độ hoàn thiện của ứng dụng đã lên đến gần 90%. Theo một thông báo mới nhất, dự án hệ Pi Spirit tiết lộ rằng mini app sắp ra mắt Tbip của mình sẽ có cấp độ từ 1 đến 10, với những cấp độ thăng hạng ngày càng cao. Người chơi sẽ nhận được nhiều đặc quyền hấp dẫn, đặc biệt là sẽ có cơ hội khai thác được nhiều Tbip hơn. Với lối chơi được thiết kế theo dạng cài level đỉnh, mini app của Spirit kích thích sự phấn đấu trong quá trình hoàn thành mục tiêu kiếm được nhiều Tbip của người chơi. Được biết, hiện phía dự án vẫn đang liên tục thực hiện những thử nghiệm trên app nhằm đảm bảo sự hoàn thiện cao nhất trước khi ra mắt cộng đồng, dự kiến sẽ sớm trình làng vào tuần sau. Là dự án hệ Pi đầu tiên tham gia vào cơn sốt mini app trên Telegram, Spirit cho phép tất cả các pioneer khai thác token Tbip miễn phí thông qua cơ chế Tap to Mine. Chỉ cần một chạm để nhận token mỗi ngày. Hãy cùng chờ đợi những điều thú vị sắp tới mà Spirit mang đến. Đừng quên, hiện tại khi tham gia tại app Spirit với mã giới thiệu 84391088553 từ CryptoDeadVan, người dùng sẽ nhận ngay 25 token Pip miễn phí. Yescoin, một trò chơi dựa trên Telegram, đang nổi lên như một trong những tựa game crypto hệ Tatooine phổ biến. Khác với các game yêu cầu người dùng nhấn vào màn hình, Yescoin yêu cầu người chơi vuốt để thu thập token. Theo chia sẻ từ đội ngũ dự án, chỉ một tháng sau khi ra mắt, trò chơi đã thu hút hơn 18 triệu người chơi từ gần như mọi quốc gia. Sau thành công ban đầu, Yescoin đã công bố hợp tác với mạng The Open Network, hay còn gọi là mạng Tron,
gợi ý tiềm năng phát hành token với mã ký hiệu YES. YESCoin nổi bật với cơ chế vuốt để khai thác token khi các đồng tiền vàng biến mất và xuất hiện liên tục trên màn hình. Thanh năng lượng giảm dần khi vuốt, khiến đồng tiền xuất hiện chậm hơn khi năng lượng cạn kiệt. Người chơi có thể vuốt sạch các đồng tiền ngay khi chúng xuất hiện hoặc để ứng dụng không hoạt động để tái tạo năng lượng. Người chơi có thể sử dụng các đồng tiền kiếm được để mua phần thưởng tăng giá trị và tốc độ tái tạo năng lượng. Nhóm phát triển đã ám chỉ về một đợt phát hành token YES tiềm năng trên mạng Tron, cũng như việc ra mắt hệ thống onboarding mới, cung cấp phần thưởng on-chain và off-chain, hứa hẹn nhiều cơ hội hấp dẫn cho người chơi. Mức sử dụng băng thông blockchain của Bitcoin đã vượt 90% lần đầu tiên kể từ sự kiện halving vào tháng 4, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động mạng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều tranh cãi, việc chấp nhận và giao dịch trên mạng Bitcoin vẫn mạnh mẽ. Biểu đồ người dùng trên Trend Analytics cho thấy vào ngày 20 tháng 6, tỷ lệ sử dụng băng thông của Bitcoin đạt 91,4%. Sự gia tăng này có thể do sự chấp nhận các token mới như Grunis và BRC20. Dữ liệu từ Dan Analytics cho thấy giao dịch liên quan đến các token này đã tăng đáng kể, đặc biệt là vào ngày 23 tháng 4, khi giao dịch Grunis vượt 750.000. Các nhà phân tích của Bitfinex giải thích rằng các tiêu chuẩn token mới như BRC20 và Ordinal tạo động lực để xây dựng trên mạng Bitcoin, thay vì các trend khác khi hệ sinh thái Bitcoin ngày càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Runi được thiết kế để tạo ra các token có thể thay thế trên blockchain Bitcoin, thu hút sự chú ý rộng rãi và khối lượng giao dịch cao. Việc chấp nhận token BRC20 cũng góp phần gia tăng các giao dịch phức tạp và tương tác trên blockchain Bitcoin, tăng tải băng thông đáng kể. Sự kiện halving vào tháng 4 đã làm giảm 50% phần thưởng block cho thợ đào, khiến cho họ ưu tiên các giao dịch có phí cao hơn để bù đắp. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định sự kiện halving hoạt động on-chain thường tăng cao. Các trader và nhà đầu tư điều chỉnh vị thế của họ dẫn đến nhiều giao dịch hơn. Mô hình này dẫn đến số lượng giao dịch được xử lý tăng và sử dụng băng thông blockchain Bitcoin đều đặn tăng lên. Vốn hóa thị trường tiền điện tử vào lúc 18:30 là 2,464 nghìn tỷ đô la, thay đổi 0,5% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 64.238 đô la, tăng 0,5% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.490 đô la, mất 0,5% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 586 đô la. CryptoLetVN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.